Ta quê hương Quý Sơn. Về phía nhà gái thì có cô Du, ông bà ông Thanh là bố mẹ và các cô và những cô họ. Thanh thì có chú rể và bố mẹ đẻ, cũng như các vị là các thúc phụ và các ông cũng như bạn bè của gia đình nhà trai và đến từ cổng Phạm Hồng Linh. Đến đây con xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hai vị thi gia có lời phát biểu. Con xin kính mời ông Thanh và ngài Nước Bảo Quốc Cô Mia về hết rồi sao? Trước hết con xin cảm tạ Thiên Chúa và mẹ An cộng ơn vì hồng ân Thiên Chúa hôm nay đã chúc phúc cho đôi hôn nhân đó là Kiều Nga và Tùng Anh. Chúc cho hai con được hạnh phúc dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa, để hai con bước vào cuộc sống mới, hôn nhân và gia đình. Con thay mặt cho gia đình xin cảm tạ cha xứ, hội đồng phục vụ, ca đoàn và hội kèn, quý sơ, quý khách đã đến và hiệp dâng cầu nguyện cho hai con chúng con. Giờ đây gia đình chúng con có chén rượu mừng để cảm tạ cha xứ, quý khách. Kính mong quý vị chung vui cùng gia đình chúng con. Chúng con xin hết ạ. Kính thưa bà cha, kính thưa các vị quý khách, thì cách đây ít ngày ông bà Hồng Thanh cũng có tặng cho giáo xứ một chút quà bằng 4 bàn ni lông. Xin toàn thể hội trưởng chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo con xin giới thiệu con xin em cha xứ rồi cha xứ bảo là một cha tư lượng, thì con xin mời cha Lê Lương lên sân khấu của anh. Đi vắng rồi. Đề nghị mâm ta nâng công tí chăng? Rồi ok, mọi người đi. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha. Rồi nha, ok. Đã rồi, uống rồi. Trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực phần mặn. Nhìn hơi cho rõ thế này. Nhìn hơi cho rõ. Mọi người cùng nâng ly tí có mặt này. Đây là anh Tiến, con trai là Sơn à? Linh. À Linh. Còn đây là Hậu này. Vâng, em tên kia là anh Thiện à? Vâng, anh Sơn. Đây là anh Sơn. Còn đây là Tôn, còn đây là anh gì nhỉ? Thành, Xuân Thành. Thành với Thanh cùng Vân á. Hai ông sát vách nhau. Dạ. Nào. Thành với Thanh thì sát. Thành với Thanh hai thế nhỉ? Sát vách. Dạ, mời anh em nhé. Rồi, ok. Năm nay tôi chỉ lo tổ tiến đường và kính mời cha nhé. Vâng. À đấy, xin chào cha. Vâng. Bội quá. Vâng. Mời anh nhé. Vâng. Cha con cho con lọc đây. Phải sao bình tĩnh. Ăn rẻ cho mấy ông nhà chồng. Đấy. Đấy, uống với trà uống hết rồi. Hết luôn thì đoàn hoàng mình người lớn ăn uống sẽ sát dạy con cái. Vâng. Vâng, cảm ơn cha. Rồi, ok. Tí nữa nó quay về, cứ uống đi nhá. Vâng. Đấy, còn lượt đi lượt về. Vâng, không đúng vậy. Gắp cái này, gắp miếng đi là hết. Cái này không? Anh em với nhà cha đấy. Một đứa ở nhà, bà ngoại cha. Hà đóng vai tiếp tân là không ngồi à? Cha nhận hết. Con là mâm nhập. Mâm này là mâm tổng hợp của các gia đình bên Mỹ. Không, không đâu. Ông người này cũng chuyển sang nước ngoài này. Vâng, con chuyển rồi. Vậy thích nào được này? Hôm nay có cái câu thánh vịnh ở trong hồn nhỏ treo. Chứ
chè chén say sưa. Đúng rồi, nhiều khi mà chè nó say mà rượu không say. Đấy, chè chè thì hết. Đấy, còn mới uống với chè dân ở dưới ấy thôi. Cái này thôi, uống cái này thôi, giờ hết rồi. Cái này có bao nhiêu uống bạn, không được bật ra. Uống bia cả. Không được, tổng hợp có loại nhiều quá là không được đâu. Nào lên đây. À, chúc sức khỏe, chè. Cái điều này thì chắc là nhà máy. Chúc cha hạnh phúc. Vâng. Cái gì đấy? Cái gì mà Hà Nội có à, bên Hà Nội phòng có vẻ khôn. Đấy là Hải Phòng ấy. La Vân. Đúng rồi, này là Mai. Nhà có hai chị em giống nhau lắm. Đúng rồi. La Vân mới nhầm mới La Mai cơ. La Vân với La Mai là một. À. Chuẩn đấy. Vâng. Địa điểm. Lên ra ngoài rồi. Ừ. Cha là hôm nay ông bảo ông Thanh là đến chúc mừng ngoài. Có mới đến cái vườn kinh mình nhờ cha để cho nó chia sẻ ra tí đâu. Điểm tí. Vất vả lắm từ đầu cuối. Nhập ngay kiểu khát nước à? Tí chào bà. Tí cơm con thì nào lên đây. Tiểu chưa cũng đã uống rồi. Mừng quá cả. Chào ông Thanh. Đấy, mâm này rôm rả nhất ấy. Chỗ này tí. Hôm nay uống hai lần mà không thấy cái hình ảnh đâu. Đấy. Nói không, mấy lần ông cứ ne mình không uống đến nơi trốn, nằm gật đầu đến đâu này. Nhưng hôm nay chỗ này chỗ này thì chuột cầm cái lái xe rồi, đấy kia dám uống, thông cảm vậy. Đấy nha. Hôm nay chỉ trước. Ok. Đấy nhìn nhá. Rồi. Cưới trở lại. Rồi. Này cưới anh em mình gặp lại gặp nhá. Hay bảo thế. Kiểu gì mình đưa cháu đi đấy nên mình. Rồi ok. Công ty là phải đi. Vâng. À. Rồi. Khó. Thôi chúc anh em ngon nghỉ nhé. Chưa mình ăn. Chúc uống hay không? Nào hai chị em vào chúc đi. Đi luôn à? Để bà. Lộ tâm. À kia, bảo mua tặng chúng con là tâm kìa. Sáng mai hai chị em Nga Linh vào chúc đi nào. Ok bảo. Hai bác Hiền về một mình hả? Không có bác Hiền đấy thôi. Cô Hiền đấy. Đây, ngồi máu hoa hoa đây. Anh Tiến anh cũng giống. Công giống cho công. Ơ vậy coi như cháu có chúc uống không? Cháu có uống. Ừ rồi. Uống nha. Chúc đi. Dạ, chúc đi. Cảm ơn chúng ngày hôm nay đến dự đám cưới của chị gái cháu. Hoành tráng chưa? Còn hơn cả MC dẫn chương trình VTV3 đấy. Chả có vấn đề gì hết đấy. Chú thật à? Chú uống đi. Chú rẻ đâu? Chú rẻ đâu? Này, chú cũng biết đâu nha, chú có say về cô Hà là bắt rồi. Được rồi, sáng đấy. Ok. Cảm ơn em đi. Cảm ơn em nha. Xin mọi người nha. Ok. Chào chú rẻ, chào chú rẻ. Chú rẻ, chú rẻ. Ôi trời, con lốc nhìn thấy. Đấy, chú rẻ thấy vậy là chú rẻ phải vào đỡ ngay đây này. Đây vào, chú rẻ đây vào. Chú rẻ đây vào à? Ôi trời ơi, rẻ phố me cái cho tí tươi vào. Ôi trời ơi, xin phép một tí đóng ra ngoài Quảng Ninh luôn. Còn hôm nào thì... Không, Quảng Ninh về coi nha, Quảng Ninh có lái xe không? Tí thôi. Lái xe không ai ngủ. Thôi, đi hết ở về nhà mày. Lái xe thì ngủ. Bao giờ đến đám cưới cháu mời cả ly đây? Quá lắm đông đòi đã bảo cháu mời chú mấy chị. Cháu bảo là cháu mời chú, như cháu là cháu muốn nào. Anh chơi xem không? Đấy. 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 Vậy là phải tính sinh năm mà đi mà chú có thì đi rồi. Chú ơi, cả đôi đi cùng là những chuyện thiếu. Dẹp hết. Lúc đấy nó có vài chồng rồi dẹp hết. À dẹp hết mà chú.
dính đâu. Sang năm mà chúng đi du lịch không chắc là phải cả đôi. Không cho ké đâu. Không cho ké. Ké phải mời. Mà lại tôi có chả thèm ké anh làm gì. Anh tưởng á. Rồi, ok. Cứ gì nó bơ vào. Vậy nhá. Rồi, ok. Anh Thụy nhỉ? À, vậy là học đồng môn với Thanh. Vâng, đồng môn đi học ở lớp ở đây cái thời kỳ từ lớp 6 lớp 7 trở về. À, 6 lớp 7 trở về. Vậy là quý lắm ấy. Em đây đâu uống không cháu buồn. Hơn một tí thôi. Vui một tí thôi. Được chưa? Được, nhưng mà được, cháu Linh cứ lần cốc này tí. À, mời anh Tiến nhá. Chúc mừng tất cả mọi người nhá. Vâng. Xem cả Linh là anh em ta chỉ chạm tay cho nó khi đến. Vâng. Vâng, mời anh Thụy đi. Hú tay cho nó khí thế. Vâng. Vâng, vâng, mai thế nhá. Vâng, em chỉ đặt tay cho nó. Đây. Quá hay, quá hoành tráng. Vâng. Người Tràng An uống rượu xong là phải bắt tay. Quê hương Ninh Bình, uống rượu xong vẫn phải vỗ tay. Vâng, chào anh Thụy nhá. Vâng. Xin chào mọi người nhá. Vâng, chúc bác mọi sự hôm nay là chúc hạnh phúc hai cháu đúng không? Vâng, xong rồi đến mọi người, sức khỏe mọi người. Vâng, dạ. Rồi ok nhá. Vâng. Anh làm đi em. Không lắm được dám chứ. Cùng đứng đây rồi. Ờ đây rồi. Đây rồi. Chân cũng đá rồi. Mấy năm nay em làm mới đang cả nước này. Anh tên gì ạ? Anh tên gì ạ? Cùng tên với thằng Thanh à? À, Thanh với Thành gần cùng. Cùng, à, cùng tên là Thanh. Thanh ở đây chú ruột à, chú, à, chú họ vâng. Anh là chú Thanh này. Vâng. Em là Vịnh, bạn học năm máy của Thanh. Vâng. Vâng. Tức là ông nội của Thanh thì lại là anh mẹ của Vịnh tôi. Tức là vậy là con bác với con gì? Con bác con cô. À con bác con cô thì à con bác con cô. Vâng. Mày nhìn cái cốc mày cái khác tuổi. Đây là sân khách nha. Như này ông sân nhà ông phải chắc tí. Vâng, em xin vâng, em xin phép uống nhẹ nhẹ. Sân nhà ai về không? Chắc ai chạy về nhà. Đây là khách còn lại. Sân nhà sân của anh. Và là chú Thanh đi. Sân nhà đây là tôi đây bên kia. Mày là sân nhà đi. Đấy đấy. Đây quay sang bên chú Thành sang bên Thành một tí nhá. Anh ơi, em nay mới gặp bà xã ngoài đấy. Dạ thế hôm nay mới gặp à? Trẻ thế. Ê nguy hiểm nhỉ. Anh vợ trẻ vậy. Tại anh tóc bạc thôi chứ còn chứ không phải anh là bàn cái bàn của anh. Rồi ok. Bàn cái bàn của anh cái gì ấy? Không ạ. Dám anh kiến kìa. Em mời riêng anh gái. Vâng ok. À đây. À cốc em đây à? Nếu vậy thì em phải uống bao giờ mới hết để chén cốc như này. Thôi bác cứ rót thoải mái đi. Thoải mái. Vâng bác cứ rót thoải mái thôi. Bình với đây thì có gì. Vâng. Ông anh này ủng hộ. Ngày xưa tôi bác đi bộ xuống mãi mình thơ. Này, mẹ mình nhiều. Đang là anh Bác Đạt hay là gì nhỉ? Hả? Anh Hồng Dung thì à? Anh Bác Đạt, anh cả chú Thanh. À đấy, anh trên hết đúng không? Đúng rồi. Vậy thì làm cái gì? Đây làm cái đúng đấy. Ra mượn chén. Đây đây. Không, hai anh em không, đi. Hai anh em làm cái riêng. Làm cái sao được rồi. Xin chào các bác nhá. Rồi, ok đây. Đây là cậu Thanh. Không, là biết đâu, cậu, phải không biết đâu, vừa nói là em gái chị Hoa biết rồi. Thuốc. Nhưng mà bác là bác gì nhỉ? Liên. Bác Liên à? Gọi là anh cả trên Bác Đạt. Không ai là Bác Đạt đây vừa nói xong có mặt ngay. Đang bảo anh của Bác Đạt. Bác Đạt mà tránh, cái tránh biết ngay là tránh. Ở đây là anh gì nhỉ? Em Mai. Bà Mai. Tháng tháng. Ông Giang Hà Mạc. Một ông của ông Giang. Em là Vịnh, mà bạn học ở năm máy với Thanh. Đấy, đúng hay quá, Bác Đạt hay thế. Lao An của anh. Của anh Liên. Anh Liên hay là Liên? Liên. Liên. Thanh Liên. Nhất là Thanh Liên. Thanh Liên. Vâng. Vâng. Mời đồng chí thắng đi. Không uống bình bình thôi chứ. Chúc rượu với cả tấm lòng nhưng mà thực ra uống thì tùy theo khả năng chẳng hạn chẳng hạn hai bên này.
Không. Anh ấy tuổi tôi 81. Anh tông mà chơi với bọn Anh Sơn. Rồi, xin cảm ơn nhá. Bác Đạt nhá. Bác Đạt vừa quay clip vừa rồi đấy, xin cảm ơn bác Đạt nhá. Nhìn hai khuôn mặt giống nhau đó. Cay quá. Hôm nay anh tôi hôm nay mới đẹp được nha. Rồi. Anh lúc nào chả vậy nhưng mà chẳng qua là cái này lên chẳng là đây đẹp lắm. Chú cứ nói vậy. Làm. Đấy bác Niên rất hàng hài. Mình là con người lao động. Con gái tên gì con gái? Con gái là tên là Lưu Khánh Vân. Lưu Khánh Vân à? Đấy hay thế nhỉ. Con gái ra hò bố đấy, khổn thế. Đây thằng em đây là gì nhỉ? Giao lưu anh ạ. Đây là gì nhỉ? Dương. Ông ơi, anh Vinh đồng hào với Thành. Hôm anh bảo là cọc treo ấy. Ừ, đại Dương. Hôm ấy nhớ nhưng mà hôm nay tự nhiên uống rượu này nó lại chưa nhớ. Vâng. Chào bác nhá. Chào bác. Vâng. Thành gọi bác nhỉ? Bác. Vâng. Bác là bác gì nhỉ? Bác Kiểu. Lâu không gặp bác nên cháu cũng không. Ngày xưa cháu về nhà Thanh hay gặp bác lâu rồi. Không. Cháu là vậy học nó máy với Thanh ngày xưa. Vâng. Ngày xưa thường về hay gặp bác. Có bắt thăm đấy nhá. Vâng. Không người bắt thăm lần rồi mấy lần cùng với nhau rồi. Vâng đúng rồi, ngồi với bác cũ rồi. Đúng rồi. Này. Chào bác nhá. Đúng rồi. Tôi hôm nay này. Anh gì ạ? Anh. Đây rồi. Hôm nay chuẩn đấy. Có bụng gì cả. Chó vào đây. Mày tổ vào đây. Chó không dám trước đi ra. Không có. Anh em quay lại chính mà. Rồi, múc. Anh gì ạ? Ngồi đã. Đây. Đấy anh Hinh nhập cuộc đi. Em đi xe máy mà lo gì đâu. Đây có bác Kiểu thì bác ấy đang chứng kiến con cháu vui vẻ thế nào. Múc. Vâng. Múc đây bình thường đây. Múc. Ông ơi. Nặng vâng. Đây đúng rồi. Với em có tí thôi, em xẻ ra một tí thôi. Uống thì uống thì uống thì ngửi. Rồi chưa? Rồi. Rồi nhồi nhà nhá nhá. Mình muốn ghi âm lại tí. Đây đồng chí tên gì nhỉ? Đây, trẻ đây. Linh à? À Hưng. À Hưng. Dù hai ba. Dù hai ba. Uống. Phải nó mới vui. Uống hết. Hết nhá. Có thể bắt tay nào. Đây là chém anh gì nhỉ? Đây là anh đây là anh Nguyễn Văn Cung. À anh Văn Cung. Cái này là chén rượu của ông này ông mời là ông chú. À vâng. Chú đấy. Đây. Có ông em ông làm linh mục rồi. Chú của anh, chú Hưng. Anh đấy. Vâng. Vâng. Em trai rồi cơ. À vậy à? Vậy đấy vậy chú nhưng mà là ông trẻ nhất. À trẻ nhất à? Vâng. Bây giờ đến ông này ông ấy mời này. Vâng. Về rồi. Đấy bây giờ là bác này nhá. Bác này này em bác này là bác Vịnh. À sao anh lại nhớ nhỉ? Em ngày xưa nhá là không đi Bắc Thanh đâu, anh Thanh ấy, nhưng vâng. Mà bạn của anh Thanh ấy. À, vâng. Ngồi đi. Em biết. Em học cùng với Thanh năm mấy? Học năm mấy? Năm mấy nhá. Anh Vinh này. Vâng. Anh Y này. À vâng, đúng rồi, nói anh Y. Đấy. Vâng. Sơn này phải. Em biết. Vâng. Vậy là anh cùng tên với Nguyễn Sinh Cung với tên Bác Hồ ấy nhỉ? Né giỏi lắm. Vâng. Các em là bác cả đây. Vâng. Bọn em là bác Niên là bác cả. À bác Niên. Anh thì em không thể quên được rồi. Vâng vâng. Riêng anh thì có tóc bạc đến nơi. Vâng. Bác có mặt túi đến nơi thì em không được. Vâng. 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 Rất cảm ơn. Vâng. Thì em không thể quên được. Vâng. Đấy. Đây là bác là bạn của anh Thành. Vâng. Rất là chi kỷ. Vâng. Từ thời 87-89. Vâng. Nhưng mà. Vâng. Đấy. Em còn bây giờ là người đến chúc nữa. Em thì mình vẫn tính với cháu Đinh Bình. À. Phượng nữa cơ, không biết anh nhớ. Phượng Linh nhá. Phượng Linh. Phượng Linh thì chơi vẫn chơi thân mình. Phượng Linh là bạn em. À thế à? Tiền Linh à. Vậy thì bữa nào xuống đấy thì anh em gặp nhau tí. Chơi thân Phượng chơi thân mà. Hôm mà ông
em của em đối tượng là hai vợ chồng anh Phượng cũng tên đây. À thế à? À rồi. Anh thì trong họ thì anh bị tiếp khách thì đi qua rồi. Rồi. Mình sẽ phải kể chuyện với Phượng. Mình là cái gì cung nhỉ? Nguyễn Sinh Cung với Nguyễn Văn Cung. Nó na ná nhau để dễ nhớ mà. Thế là cái giai đoạn dễ đoạn mà. Vâng. Gặp nhau là em thì là anh Phượng thì là cái mảng sắt thép. Vâng. Em Phượng như là anh thì chẳng có gì đâu nhá. Vâng. Gặp nhau là quý mến nhau. Vâng. Nên là có cái tình cảm, có cái duyên quý nhau, gặp nhau là thích vậy. Để đàn em làm cho người đứng kia đấy. Rồi rồi. Thì anh bảo là Cung ngồi đi. Cái này của Cung thì sinh năm bao nhiêu? Em thì ít tuổi hơn anh rồi. Cái này là bạn này sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 74. 74 à? Vậy thì đúng ít hơn một tí. 4 tuổi. Mình 68. Đấy là ông Hưng ông mời rồi đến tận Dương này giờ thì nhớ rồi. Còn Hưng này là như chú của Thanh à? Vâng, đúng rồi đấy. Em là chú Thanh. Trẻ thế nhỉ? Vậy là em thì năm nay có 43 thôi. Rồi. 43 tức là ít hơn tuổi Thanh. Rồi. Kiểu trong họ thì vậy mà trong ngoài. Thanh thì có chú thì là trước là chú Đàm thì chú nó chuyển sang Lăng ngoại à? Lăng Vân nhỉ? Đó là chú trong chú em bố. Chú ruột. Còn trong họ thì đây chú trong họ đúng không? Đây, chú Minh ơi. Rồi ok. Thì thực ra là đây là nói chuyện nhỏ tất cả các anh hết. Rồi. Mỗi một chú là ông chú trong họ thôi. Rồi. Chú của tôi là đất lành chim đậu nên là chú đông ở bên kia. Là ông chú. Rồi ok. Ở đây thì là ông chú là mời tất cả các anh, các em, người của hơn anh em. Vâng. Ly rượu mừng, mừng cho anh mình. Dạ. Rất là tốt. Cái này là cái gì đấy? Thế là rượu thì cho bắt cho chú rồi. Đầu. À đây. Chưa thấy. Anh ấy rốc hai đây, hai ở đây. Rồi đây. Rồi. Vậy em đang định múc ít đấy đây này. Cái nhìn này. Rồi, rượu nhiều. Rượu rồi, có hết rồi. Bác ơi, cho em nhẹ thôi, em nâng nấc cho nó dễ. Nước em. Vâng. Ông nhìn lại này. Rồi, xin mời đồng chí Cung nhá. Rồi. Năm xưa em chả bao giờ em quên được anh với anh gì. Rồi. Đi làm vần. Và em bạn lùn lùn giống nhau đúng không? Nó dễ dễ nhớ. Rồi ok, tổng kết nhá. Tổng kết không? Ông nào chén này tổng kết đi. Tổng kết nhá. Bắt cả chưa? Chưa tổng kết được. Tổng kết đi. Chưa rồi. Thôi ta tổng kết. Ta nên tổng kết đi mà. Thôi. Ta chơi phát này là chơi phát nữa tổng kết. Ok chưa? Cái này tổng kết. Rồi đúng rồi. Ok ok. Như đồng chí Thiện nói là chuẩn đấy. Để còn người khác đâu. Không. Thôi cứ ngâm ta bây giờ đừng ồn ào, không ồn ào. Nhẹ nhẹ thôi, không ồn ào nữa. Âm thầm này nhá. Cái này em mời nhá. Rồi ok. Rồi ok, chính xác. Rồi. Rồi ok. Sẽ có dịp xuống Ninh Bình gọi Phượng nhá. Vâng. Không, anh không xẻ. Anh lấy xe thì thông cảm. Chứ còn thực ra anh uống được chứ không phải. Thôi anh Vịnh biết rồi. Anh lái xe đi vậy? Ừ. Thôi, chờ tí tí có vợ trở về. Em thật thấy em được Thanh là như cất lít 2-3 nha. Nào, 2-3. 1-2-3. Quá tuyệt vời. Thôi anh em kết thúc chia nhá. Rồi. Kết thúc rượu. Thôi anh ơi. Rồi. Anh quên rồi. Quên ra được. Cho làm thế đấy rồi. Rồi. Cho nhẹ 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 thôi anh. Hai thằng bố mẹ nó kiểm tra rồi. Bây giờ này cầm đi. Đây. Đây, đi rồi. Chiến đi. Chú Hình ơi. Chiến đi. Anh em mình không bắt đầu em từ chối đâu mà. Không, thằng cu em. Biết nhanh. À rồi, Hải Phòng. Đấy, chuẩn. Toàn. Cái thằng Hải Phòng. Vâng. Rồi, ok. Và cái thằng Hải Phòng thì nó nghe Dương Bắc Vịnh thì không phải. Rồi, ok. Dương Bắc Vịnh thì không phải nói. Người Hải Phòng. Từ thời thơ. Vâng. Cha nuôi cả khỉ. Dương Bắc Vịnh. Cá hay nha. Lắm nhỉ. Anh xin phép mình uống nhanh em về gặp tài xế. Rồi, ok đi. Anh đâu rồi? Đồng. Mời anh nhá. Đồng Toàn. Không ấy thì gọi anh cái nhá. Rồi nhá. À, thằng phố mẹ anh muốn đi từ anh bách anh đi thôi thôi xin phép anh bách nhóm anh quên mất thằng em. À rồi à đúng lâu lắm ấy. Thằng em rẻ mà lâu lắm mới không nhớ thật.
Đúng rồi. Thành phố Toản là nó ở đây. Rồi rồi, em rẻ, em rẻ. Nói em rẻ em biết rồi. Đưa tác nghiệp cho. Ngày xưa sang sang nhà chú mấy lần nhỉ? Nhưng mà đưa em tác nghiệp cho. Nhà chú còn nuôi ba còn xây bao nhiêu cái bể, anh sang anh còn nhớ thế này. Đúng rồi. Sao thì không nhớ, có điều là lâu ngày không gặp thì phải thông cảm chứ. Nâu nâu cả. Sang nhà mấy lần rồi. Đưa tác nghiệp cho. Nuôi ba còn bao nhiêu cái bể xây cả. Nhưng mà đúng chưa? Nhưng mà em có ba ốc bươu vàng ngày thời ngày xưa các kiểu ấy. Em nhớ mỗi một lần là bà ngồi dưới Ninh Bình. Ừ. Và em với anh ngồi với hút thuốc với nhau. Rồi 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 rồi. Ngoài cổng. Ok. Thế hôm nay thôi đây rồi. Thôi thì ở đấy, con đạt đây. Con đạt, con đạt. Đây. Thôi thì em rẻ lâu lắm không gặp, quên kìa cả là em rẻ. Thôi. Nhớ tên là Trần Quốc Toản. Vâng. Thôi thì hôm nay thì em Phượng nó không nhắc là quên ấy. Không đúng. Đúng lúc đấy là em mới ghi nhận vào cái. Ờ. Thế cái là... đầu bạc lắm rồi đúng không? Không. À, hai hai hai. Hai ông đề nghị hai ông cầm ly lên, cầm ly lên. Cầm ly lên cho khi thế. Cầm ly lên, rót rượu vào, rót rượu vào. Cái ly không vậy không được đâu. Rót rượu vào, rót rượu vào. Đây rượu đây. Không, đây. Có rượu đâu. Đây rượu đây, rượu đây. Rót rượu vào trông nó mới khí thế chứ. Cho đẩy vào không một tí. Rót đầy vào trông nó đẹp này, vui lắm. Cứ cho đẩy. Cho đẩy vào, vui lắm, vui lắm. Nâng cốc cho nó thoải mái. À, chào bác. Ôi, hai cái rồi, rồi, rồi. Em con khỉ, em con khỉ. Em mời bác. Đấy, ba ông trông đẹp lắm đó. Rồi, ba ông trông đẹp lắm đó. Anh em mình ba ông trông đẹp lắm, ba ông trông đẹp lắm đó. Xin mời bác nhá. Vô đây, một hai ba vô. Vô. Một hai ba vô. Vô đây, đó, đẹp lắm. Đó. Đấy, hết chưa? Đây nhá. Đó. Rồi, xin cảm ơn nó đạt nhá. Đấy, co quay người cầm máy luôn đây này. Đấy, tuyệt vời đấy. Vâng, chào bác nha. Đây rồi. Bác cả đây rồi. Này. Anh Vĩnh ơi. Ơi. Hôm nào post lên YouTube nói em cậu nhỉ. Rồi ok nhá. Vâng. Ờ cho cái số Zalo nhá. Vâng. Lấy cái đó này. Bố đâu rồi? Áo đâu? Cầm mà.